Cái gì đó nó đã hết toàn luôn. Lâu lắm rồi không có ăn cơm. Hello, hello, chào mọi người. Hello, hello. Hôm nay Kim Viên đây mọi người ơi. Hôm nay trời lạnh quá trời. Mà tháng 4 á, nó hết mùa cá sủ và cá hanh rồi. Nhưng mà để coi hai chị em mình có lucky enough để mà đi ra câu được con cá hanh hay con cá sủ nào không nha. Nếu mà có cá hanh á là phải nói là rất là hên. Nhưng mà có sủ thì cuối mùa nó cũng còn hơi hơi, có điều nó không có được lớn lắm thôi. Cá hanh mùa này hết mà phải không? Cá hanh mùa này thì hết rồi. Dạ, mùa này có thể câu speckled trout hay cá đỏ. Dạ, con sẹo kìa. Mọi người theo chị em mình đi câu cá hôm nay nha. Hôm nay trời hơi bị lạnh một chút xíu. Không có mưa. Hôm qua mưa tầm tã luôn, không có đi đâu được hết. Rồi bây giờ mình bắt đầu chạy ra tới ngoài này. Mới có mấy phút thôi ra ngoài này câu coi có gì hay không. Bữa nay đổi điện câu chút xíu. Câu cá như thế nào. Mọi người cùng câu cá với Cathy nha. Nhớ like giùm Cathy nha. Và subscribe nếu mà bạn nào mới. Cathy xin cảm ơn nhiều. Nè. Cá này là cũng ngon rồi. Có cá là ok. Không biết cá đồ này trên xù được không ta? Ủa, tại sao mùa này có cá đồ ta? Mùa này có cá đồ rồi. Hôm bữa câu nửa thùng cá đồ luôn. Kỳ này á, mùa này cá đồ mà sao cá đồ lớn quá ha. À, mùa này có cá đồ hay quá. Thủ phạm bắt cá đồ đó, thủ phạm bắt cá đồ đó. Con cá gì đây? Hồi nãy tao dính, tao không nói giật mà không dính. Cá đồ hả? Được cua câu cá. Em này á, là câu cá chuyên môn bắt được đủ thứ con hết trơn á. Bữa nay bắt được cua nè mọi người. Wow. Con cá rất cục kìu. Con cua nè. Con cá rất cục kìu vậy. Ờ, cục kìu mới con cua, con cua cái kìa. Tôi. Chắc ghê. Con cua chấm cua. Mọi người thấy cô em tôi đi câu á mà vắt chân lên ngồi kìa. Nó khoái tôm sống mà nó ăn vô là nó ói. Phúc Kỳ ăn sushi ha. Sushi tôm sống. Nó khoái tôm sống quá. Phúc Kỳ có thay bát bụng gì? Không, chiều nó mới ăn. Đồ, wow, đồ bự luôn, nó nhẹ. Wow, con nó to quá luôn, nó
Chiên xả ớt luôn. Nhưng mà thích phơi khô ngon hơn. Hôm nay có cá đù ngộ ha. Thêm con nữa hả? Cá đù nè. Cá đù nè. Đù. Lúc đầu to đỉnh đỉnh nhỏ. Cá nè, có cá nè, đang quay nè. Cá này con gì đây? Con gì đây? Nặng dữ à, coi con gì. Con gì? Ui trời ơi rồi. Nhỏ em tôi lại muốn cá thì là bây giờ là có rồi đây. Hai bó thì là. Hai bó thì là nó mang sẵn luôn. Hai bó thì là được ăn cá. Nó mua sẵn luôn để làm cá thì là đây. Cái này to quá trời luôn. Rồi. Có cá thì là chưa hắn rồi đây. Dạ kéo lên. Ngày câu cá đồ ú cá đồ thiệt. Thủ phạm câu cá đồ. Đưa bên phải đi, đưa bên phải. Ôi trời ơi, to nha. Ô, con drum. Drum. Ô, con này bự nha. Bự quá. Wow, hèn gì nó nặng. Ô, anh này là đủ size rồi. Đủ size luôn rồi. Đủ size luôn rồi. Nè, đây, người bắt cá cùng nhân. Háo đây. Háo đi em yêu, háo đi. Con gì đây? Gió quá trời luôn, coi dính cá gì. Cá đù nữa nè. Đù. Ừ, cá đù nữa, đù nữa. Đù quá trời nhiều luôn. Thủ phạm bắt cá đù ở bên kia nha. Cô em hippie cao bồi của tôi. Cá gì đây? Cá gì đây? Kéo đây coi. Ôi trời ơi, cá đù sao to quá dữ vậy? Cá đù này bự quá trời luôn. Con này làm ngon, con nói chung con nào cũng ngon. Hey, cái cần của ta cầm cái cần của ta nó kéo, cần của ta nó kéo. Cũng đồ nhiều chiếu. Cũng đồ. Cá lầy nhau. Cũng đồ. Em đù đây thả rồi. Tưởng nó dậy rớt xuống dưới. Đang nó thả thì nó nhảy luôn. Con mình xây đâu. Con gì đây? Trời ơi, à, kéo. Cá đù nhỏ xíu à. Chắc cái con này hồi nãy mới thả xuống. Bây giờ bắt lên lại rồi nè mọi người. Thôi thả nữa đi. Con gì đây? Con gì mà kéo mạnh dữ vậy? Ôi, cá đù. Trời ơi, con đù bự quá trời luôn. Cá đù quá trời bự. Con cái tàu kia. Dạ. Dạ, con này bay luôn. Nó đưa mình câu ra là kìa. Bấy mình câu cá được, nó đưa mình câu ra. Đây có hai em Việt cũng theo ra câu cá luôn nè. Thấy ngoài kia vui quá, thành ra cũng câu cá luôn. Vừa nãy mới thấy đi ở trên bờ đây nè. Hôm nay đông người đó, thấy không? Hôm nay đông. Cũng đông ha. Hôm nay có
coi như là thiên hạ chạy quá trời tùm lum tán loạn hết trơn á. Người thấy không? Rồi kéo neo đi em gái. Mọi người ơi, bây giờ hai chị em mình câu nãy giờ đó cũng được nhiều cá đù. Thả một con cá sấu gần đúng size, còn thiếu 1 inch nữa. Thay vì 14 thì 13 là mình thả rồi. Có cá cũng nói chung là nhiều cá. Cá không lớn thôi nhưng mà cũng nhiều vui. Hôm nay thiên hạ chạy tán loạn hết mọi người ơi, đó thấy không? Cá không có cá nào ăn nổi hết trơn á. Thành ra bữa nay trẻ về sớm để coi coi về nhà mình sẽ làm cái gì ăn. Cảm ơn mọi người. Con cá đồ này là ướp muối ớt chiên. Đây cá đồ Cathy chiên rồi mới ôm dưa mọi người ơi. Lâu lắm rồi không có ăn cơm, chắc 2 tháng rồi Cathy không ăn cơm. Nên Kim Viên câu cá đồ về Cathy lấy để ôm dưa. Cá đồ lớn người ra ôm dưa, hy vọng là sẽ rất ngon. Đây là cá đồ chiên muối ớt ăn với cơm nóng. Và bây giờ là xong rồi nè, cá ôm. Đây là cá ôm dưa mọi người ơi. Ăn cá đồ ôm dưa. Rồi mời cả nhà, hôm nay cô em Kim Viên của mình hồi sáng này câu cá nhưng mà bận công chuyện chạy về, thành ra mình lại được hưởng thôi. Và đây cơm niêu ăn với cá ôm dưa và cá đù chiên muối ớt, rất ngon luôn, nhìn hấp dẫn quá mọi người. Cathy mời cả nhà nha.